Quý vị thân mến, trong xã hội mà mọi thứ được cân đo bằng vật chất hiện nay, người ta chỉ biết theo đuổi sự hư vinh của kim tiền, không đạt được thì trong tâm muôn phần đau khổ. Ấy thế rồi, ta vẫn hay quen miệng nói nghèo khổ hay nghèo hèn. Lâu dần, ta không còn biết đến một cảnh giới mà chỉ có nghèo nhưng không khổ, nghèo nhưng không hèn. Đó là cảnh giới của Trang Tử, Lão Tử, Phật Thích Ca và các cao nhân đắc đạo. Có nhiều người cho rằng phải có thật nhiều tiền thì mới hết khổ, vậy nên lại càng đam mê theo đuổi vật chất kim tiền. Nhưng theo đuổi hoài, hóa ra vẫn lại thấy không bớt khổ. Quan điểm về cái nghèo và sự hèn sau đây của Trang Tử sẽ khiến chúng ta phải thay đổi quan niệm của mình. Xin mời quý thính giả chiêm nghiệm cùng chương trình hôm nay của Lắng Đọng Đêm Về. Trang Tử bận áo vải mà vá, giày cột bằng dây gai. Gặp Ngụy Vương, Ngụy Vương nói: "Tiên sinh khổ não thế ư?" Trang Tử trả lời: "Nghèo chứ không khổ, kẻ sĩ có đạo đức không bao giờ khổ. Áo rách giày hư là nghèo, không phải khổ. Đó chẳng qua vì không gặp thời mà thôi. Phàm con khỉ con vượn nhảy nhót được thong thả là nhờ gặp được rừng cây to cành dài, trơn tru dai dẻo. Dù cho bậc thiện xạ như Phùng Mông cũng không sao hạ nó được. Nếu nó rủi gặp phải cành cây khô, gai góc thì sự hoạt động ắt khó khăn chậm chạp. Cũng thời một con thú mà sự cử động dễ khó khác nhau, chẳng qua vì gặp phải hoàn cảnh không thuận làm cho nó không được tự do dùng tận sở năng của nó. Nay, sinh không nhằm thời, trên thì hôn ám, dưới thì loạn tặc, lại không muốn cực nhọc vất vả có được không?" Ta vẫn hay quen miệng nói nghèo khổ hay nghèo hèn, ấy là vì ta vẫn đồng nhất chúng với nhau. Đã nghèo thì phải khổ, nghèo thì phải hèn. Chúng ta có vẻ rất quả quyết về điều ấy, nên thay vì chỉ nói nghèo thì ta tự ý thêm cho nó khổ hoặc hèn. Lâu dần, ta không còn biết đến một cảnh giới mà chỉ có nghèo nhưng không khổ, nghèo nhưng không hèn. Đó là cảnh giới của Trang Tử, Lão Tử, Phật Thích Ca và các cao nhân đắc đạo. Người ta còn khổ vì cái nghèo là bởi họ không chịu được sự thiếu thốn của vật chất, sự dày vò của xác thịt, sự dằn vặt của cái tâm chấp trước vào danh lợi, vào hình thức con người, trong đó có sĩ diện của bản thân hay sự trói buộc của cái tình yêu ghét của con người thế gian đối với cảnh nghèo của họ. Có người không thấy nghèo là khổ, nhưng bị người thân, vợ con dằn vặt mà khổ lây, ấy cũng là bị tình làm động tâm. Cho nên, chấp vào danh, lợi, tình thì mới thấy nghèo là khổ, nghèo là hèn. Tất nhiên, đối với thường nhân chúng ta, nghĩ thế cũng không sai. Nhưng chúng ta đừng quên rằng vẫn có những bậc thánh nhân xem thường danh, lợi, tình, dù họ không lấy khổ hạnh làm mục đích. Những bậc ấy xem thường sự khổ, thậm chí lấy khổ làm vui, nhưng mục đích cuối cùng là thoát ra khỏi cái khổ của con người thế gian. Thời nào cũng có những người như vậy. Ngụy Vương, một quân vương đứng đầu một nước, trên cả muôn người, nhưng vẫn là một thường nhân, lại từ cái khổ của bụng ta suy ra cái khổ của bụng người, tức là của Trang Tử, thì suy thế nào được? Chẳng phải như con chim cưu, con ve sầu, mãi mãi không hiểu được con chim bằng ở bể bắc cánh lớn đến mấy nghìn dặm, sao phải bay đến 9.000 dặm cao để thấy màu xanh của vô cùng thăm thẳm. Cũng như lý luận thô thiển của Bắc Kinh rằng họ đã giúp Tây Tạng, giúp người Tạng hiện đại hóa. Nếu không có họ, thì người dân Tây Tạng làm gì có đường nhựa, đường sắt mà đi, làm gì có cao ốc mà ở, làm gì có các tiện nghi vật chất như bây giờ. Nên chính quyền Bắc Kinh đã giúp cho Tây Tạng phát triển, người dân Tây Tạng bớt khổ, người Tạng phải biết ơn chứ sao lại chống đối. Họ hoàn toàn không cần xét đến người dân Tây Tạng, một dân tộc thuần tín ngưỡng mật giáo, có cần đến sự phát triển, hiện đại hóa ấy hay không? Có coi cuộc sống thiếu vắng những tiện nghi ấy là khổ hay không? Có đặt mục tiêu cuộc đời là hưởng thụ những tiện nghi vật chất hay không? Cái người dân Tây Tạng cần là Bắc Kinh phải tôn trọng tín ngưỡng của họ, tôn trọng quyền tự do của họ. Đừng đập phá chùa chiền, đánh đập sư tăng. Hãy trả lại cho họ đất trời, thiên nhiên và văn hóa của dân tộc Tây Tạng. Hãy quay lại câu chuyện giữa Trang Chu và Ngụy Vương về chữ nghèo.
bậc trí già đã thông hiểu lẽ huyền diệu của tạo hóa, tỏ tường thiên cơ, nắm rõ thịnh suy của xã hội, của đời người, thì còn đặt mục tiêu trở thành phú gia địch quốc để hưởng cái sung sướng ngắn ngủi chật hẹp của kiếp người nữa chăng? Đã không mong giàu thì ắt họ không thể giàu. Nhưng dù bậc trí già chẳng cầu sự giàu sang, thì đấng minh quân biết trọng người hiền cũng phải rước họ về làm thầy mà đãi vào bậc thượng khách để mong họ ra sức cho nước nhà cường thịnh. Người hiền, kẻ tài cao trí cả sống trong nước của nhà vua mà vua chẳng thèm ngó ngàng gì tới thì nói gì đến dân thường. Có phải vua mới chính là kẻ nghèo trí tuệ hay không? Người tài mà lại phải mất thời gian lo cơm ăn áo mặc thì sao có thì giờ đóng góp cho quốc gia? Ấy là lãng phí. Mà người tài bị lãng phí thì có phải đất nước sẽ nghèo đi không? Không phải lỗi của nhà cầm quyền như Ngụy Vương thì lỗi của ai? Rõ là như lời Trang Chu: sinh không nhằm thời, trên thì hôn ám, dưới thì loạn tặc, lại không muốn cực nhọc vất vả có được không? Ấy, hoàn cảnh như thế, thời thế như vậy, muốn không nghèo cũng khó. Cũng đành như con vượn con khỉ, sống ở nơi cành khô dễ gãy, gai góc khó trèo, như hạt giống gieo vào sa mạc mà thôi. Quý vị thân mến, thật vui khi được biết đến một nền tảng xã hội mới tôn trọng quyền riêng tư cá nhân của người dùng, đó là mạng xã hội SafeChat. Xin mời quý thính giả tìm chúng tôi bằng tên Lắng Đọng Đêm Về, nhấn đăng ký để không bỏ lỡ những video hữu ích. Cảm ơn quý thính giả đã ghé thăm Lắng Đọng Đêm Về, được phát sóng vào 20 giờ tối thứ 3, 5 và 7. Quý thính giả thân mến, với nỗ lực truyền tải những nội dung văn hóa truyền thống được lưu truyền từ ngàn năm, đề cao các giá trị đạo lý nhân sinh, tín ngưỡng đối với thần Phật, Lắng Đọng Đêm Về hy vọng quý thính giả có những phút giây chiêm nghiệm sâu lắng sau mỗi ngày làm việc bận rộn. Đừng quên chia sẻ cảm nhận của quý vị ở bên dưới để giúp chúng tôi thực hiện chương trình tốt hơn. Mến chúc quý vị một buổi tối bình an và ngon giấc.